Sáng 9 tháng 12, lễ khai mạc giải chạy Marathon quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh Techcombank lần thứ 5 đã diễn ra tại khu vực làng Marathon và khu vực vạch đích tại Empire City, thành phố Thủ Đức. Theo ban tổ chức, mùa giải lần thứ 5 này có sự góp mặt của gần 12.000 vận động viên, trong đó bao gồm các vận động viên chuyên nghiệp, người nổi tiếng, lãnh đạo doanh nghiệp, các hội nhóm, công ty. Người tham dự có thể lựa chọn và đăng ký các cự ly phù hợp bao gồm Marathon 42,195 km, chạy Half Marathon 21,1 km, 10 km, 5 km và giải chạy khích lệ cho trẻ nhỏ Kids Run. Giải chạy năm nay với cung đường chạy qua 5 quận và thành phố Thủ Đức với 17 điểm đến nổi tiếng. Ông Lê Trương Hiền Hòa, Phó Giám đốc Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, giải chạy lần đầu tiên xuất hiện vào năm 2017, thời điểm chỉ mới có 6 giải chạy chính ở Việt Nam. Hiện số lượng các sự kiện chạy bộ đã tăng lên hơn 40 giải, trải dài trên 20 tỉnh thành suốt cả nước và số lượng này đều tăng dần đều qua mỗi năm. Nhằm hướng đến mục tiêu mang tới trải nghiệm tốt hơn nữa cho vận động viên, ban tổ chức đã tăng gấp đôi số lượng trạm nước, trạm làm mát, hỗ trợ y tế, trạm cổ vũ trên các cung đường chạy.